Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi. Và buổi ngày hôm nay là buổi mà chị phát trực tiếp nằm trong chuỗi các buổi chúng ta ôn thi giữa học kỳ 1 các em nhé. Thế nên là những bạn nào đang tham gia chiến dịch này thì nhanh chóng vào học cùng với chị nào. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về văn tự sự. Trước đó thì chị có đăng một bài và các bạn có chia sẻ những cái thắc mắc của các em. Và trong buổi học này thì chị sẽ cùng với chúng mình lý giải nhé. Được không? Xin chào Dương Hà, xin chào Ngọc Thanh, xin chào các bạn. Trước khi vào buổi học ngày hôm nay thì chị lại tiếp tục nhắc nhở chúng mình một chút xíu này. Bảng xanh điểm danh những chú ong chăm chỉ 2K7 đang dần dần được lấp đầy rồi. Và chị rất vui khi mà buổi học số 2 lại có thêm những bạn đã tham gia thử thách. Đó, nếu như buổi đầu tiên có 24 bạn thì đến buổi số 2 là có đến 29 bạn rồi. Và sau buổi này thì chị lại tiếp tục bổ sung danh sách những bạn đã làm bài tập buổi 3 nữa. Nên chị rất mong là đây sẽ là cái động lực để chúng mình làm những thử thách. Và cùng với đó, quan trọng hơn là chúng ta sẽ tự ôn tập những cái kiến thức dựa trên việc định hướng cùng với tiết học văn chị Hiên này, thì các bạn sẽ chủ động tự giác ôn tập những phần kiến thức, tự giác viết những bài văn để chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tới đây nhé. Được không nào? Còn đối với những bạn chúng ta đã thi thì cũng không sao hết. Chúng mình coi như là một lần chúng mình ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nữa. Chúng mình cũng sắp thi cuối học kỳ rồi đúng không? Xin chào các bạn. Em làm đầy đủ sao không thấy tên em á? Chị đã xem đầy đủ ở trong phần post nộp bài của tiết học văn chị Hiên đăng ở trên kênh Fanpage này rồi đấy. Là những bạn nào đã nộp thì chị có ghi ra, ghi tên ở đây rồi đấy. Thế nên là em xem lại ở trong những post đó xem là em đã đăng ảnh của mình chưa? Được không nào? Nhá. Rồi, xin chào các bạn. Đó, thế nên là nếu như mà bạn nào đã tham gia thử thách mà chưa kịp nộp, hay là chúng mình nộp chưa đúng cú pháp, chưa đúng các thao tác thì chúng mình nhớ xem lại, nhớ chưa nào? Rồi, thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về văn tự sự. Để có một cái nhìn tổng quan trước khi đi vào ôn tập từng dạng thì chúng ta sẽ chia văn tự sự của năm lớp 9 ra thành hai dạng như thế này nhá. Đây, chị nhận thấy này, những cái thắc mắc của các bạn ấy thì chủ yếu nằm ở hai dạng như sau. Đây, thứ nhất là tổng quan. Về văn tự sự của chúng mình ý, thì có rất là nhiều những dạng đề. Tuy nhiên thì chị chia ra thành hai dạng chính. Thứ nhất là chúng ta tự sự về đời sống. Tức nghĩa là kể những cái câu chuyện diễn ra xung quanh chúng ta, hoặc là tưởng tượng để kể những câu chuyện ở trong đời sống của chúng ta. Đúng không? Đấy là dạng đầu tiên. Và dạng thứ hai là tự sự liên quan đến tác phẩm văn học. Đó, có hai dạng chính như vậy. Tự sự liên quan đến các tác phẩm văn học thì có thể kể đến những đề ví dụ như là đóng vai nhân vật Trương Sinh để kể lại chuyện người con gái Nam Xương chẳng hạn, hay là đóng vai nhân vật Vũ Nương kể lại chuyện người con gái Nam Xương nhưng mà lại phải có một cái kết khác. Đó, hay là suy nghĩ và kể lại một kết thúc khác cho một câu chuyện nào đó. Đó, thì có hai dạng chính như thế này. Và chị thấy là thắc mắc của các bạn lại nằm chủ yếu ở dạng đầu tiên. Chị nhận đến khoảng độ 3 trên 12 câu hỏi là hỏi về dạng văn tự sự, là tưởng tượng một cuộc quay trở lại trường, đúng không? Tưởng tượng một buổi mà chúng mình quay trở lại trường sau 20 năm thì chúng mình sẽ thấy về sự thay đổi của trường như thế nào và hãy kể lại cái buổi quay trở về trường đó. Đó, còn đối với dạng tự sự liên quan đến tác phẩm văn học thì trước đây chị cũng đã từng có một buổi chia sẻ với chúng mình rồi đấy. Chúng ta nhập vai như thế nào này, có những điều nào cần phải chú ý. Thế thì trong buổi trưa hôm nay chị cùng với các bạn chúng ta ôn tập về dạng này nhá. Đồng ý với chị không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về dạng văn tự sự về đời sống. Và cụ thể là đề bài mà tưởng tượng một cuộc gặp gỡ, một buổi quay trở lại trường sau khoảng 20 năm. Đó, thế là chúng ta ở đây, đây, đi vào chi tiết nhá. Về dạng 1 là tự sự về đời sống. Ví dụ là đề bài sau 20 năm quay trở lại trường. Tưởng tượng là 20 năm sau, đó, sau 20 năm thì em và các bạn đó quay trở lại trường và hãy kể lại cái buổi quay trở lại đó.
Tưởng tượng 20 năm sau, tính từ bây giờ rồi xong cộng thêm 20 năm sau để chúng mình quay trở lại trường thì sẽ có những cái điều gì thay đổi và ta sẽ kể lại cái buổi quay trở lại đấy như thế nào. Được không? Thế thì bây giờ chị sẽ cùng với các bạn chúng ta học theo cái cách là đi từ mở bài, thân bài rồi đến kết bài nhá. Tuy nhiên này, tuy nhiên có những điều các bạn cần phải chú ý trước khi chúng ta làm bài cụ thể như vậy. Đó là chúng ta đừng quên cái khâu mà nghĩ ra cái diễn biến câu chuyện, tức nghĩa là các bạn sẽ lên cái dàn ý về cốt truyện cho chị. Cái dạng này ấy, thì nó rất là miên man, tức nghĩa là nếu như mà em không lên trước dàn ý ấy, thì chúng mình kể chuyện sẽ câu chuyện cứ thế đi mãi thôi. Đó, đúng không nào? Chúng ta sẽ không biết bao giờ là kết thúc, mà cái phần kết thúc của chúng mình nếu như không định hình trước ấy thì chúng ta kết thúc nó sẽ rất là vội và buổi gặp gỡ ấy nó chẳng có gì lắng đọng cả, đúng không nào? Thế nên ấy là trước khi chúng mình đi vào viết chi tiết, các bạn giúp chị chúng ta lên dàn ý cho cốt truyện rằng là gì? Rằng là cái tình huống để chúng ta quay trở lại trường là gì? Đúng không? Tình huống quay trở lại trường nhá. Cái hoàn cảnh để quay trở lại trường này, ví dụ như là chúng ta đang làm việc này xong rồi nhận được một cuộc điện thoại của bạn lớp trưởng năm nào và bạn lớp trưởng có hỏi là có muốn quay trở lại trường không và tất cả lớp đồng ý, thế là chúng ta đi để trở về như vậy. Ví dụ như vậy. Đó, hay là một hoàn cảnh khác như là gì? Tình cờ một buổi trên đường đi công tác em có đi qua trường cũ và em đến và em bước vào trường để mà thấy xem là có những điều gì thay đổi chẳng hạn. Ví dụ như thế. Đó, được không? Hay là tình cờ trong một lần khi đang rong chơi trên mạng xã hội chẳng hạn, nhận ra một bức ảnh rất quen thuộc, đó là bức ảnh của một thầy cô giáo cũ. Thế là lại có thêm cái mong muốn được quay trở lại trường và được gặp thầy cô. Đấy, có rất nhiều những cái hoàn cảnh để chúng ta nương vào đó để chúng ta bắt đầu câu chuyện. Thế nhưng mà các bạn phải xác định trước cho chị để làm gì, để chúng ta tạo một cái mạch logic, đúng không? Sau cái hoàn cảnh đó rồi nhá, thì các bạn hãy kể về là khi về trường rồi ấy, thì ta sẽ muốn kể và tả về những điều gì. Thì có thể là các em sẽ nêu đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên là những cái sự thay đổi này về cơ sở vật chất của trường này. Đó, sau đó thì các bạn muốn là có một cái cuộc trò chuyện với thầy cô giáo cũ chẳng hạn. Đúng không? Trò chuyện với thầy cô giáo cũ chẳng hạn. Đó, xong rồi là buổi gặp gỡ ấy chắc chắn là phải để lại trong chúng ta những ấn tượng như thế nào, thì chúng ta phải nghĩ ra một cái yếu tố nào đấy để tạo cho cuộc gặp gỡ này là một điều rất đặc biệt. Ví dụ như là trước đây em có mắc lỗi với thầy cô mà chưa kịp nói lời xin lỗi. Đó, vì những bồng bột của tuổi trẻ này, vì hồi đó suy nghĩ chưa thấu đáo thế nên là vẫn 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 rất là trẻ con, nhưng đến bây giờ sau 20 năm quay trở lại thì cảm thấy rất áy náy và trong cuộc trò chuyện với thầy cô hiểu rằng là thầy cô đã quan tâm và đã lo lắng cho mình như thế nào, nên là chúng mình đã nói lời xin lỗi rất chân thành và cứ như vậy thì giữ liên lạc với thầy cô, cứ đến mùa hiến chương thì lại quay trở lại và trò chuyện này, chia sẻ này và lắng nghe những lời khuyên của thầy cô, ví dụ như vậy, đúng không? Ở đây thì chị gọi đó là một cái chi tiết đặc biệt nhé. Chứ nếu không, nếu như mà chúng mình chỉ quay trở lại trường không và chỉ miêu tả về những cái sự thay đổi này không thôi ý, thì câu chuyện đó sẽ không không được đặc sắc cho lắm. Đúng không nào? Sẽ không được đặc sắc cho lắm và sẽ không không có nhiều những cái ấn tượng. Đó, và những điều này này các bạn kể làm sao chân thật nhất có thể. Đúng không ạ? Chân thật nhất có thể rằng là khi chúng ta miêu tả về khung cảnh trường này, rồi chúng ta miêu tả về sự thay đổi trên gương mặt của thầy cô này, đúng không? Rồi giọng nói của thầy cô này, rồi có thể là miêu tả về sự thay đổi của các bạn trong lớp khi mà bây giờ các bạn có những người thành công, có những người đã lập gia đình, thì các bạn tính cách có thay đổi như thế nào không? Kỷ niệm ùa về trong chúng ta như thế nào? Đó, được chưa? Nhá, đấy, nghĩ ra cho chị, xác định trước cái dàn ý cốt truyện này cho chị. Đó, sau đó này, sau cái buổi gặp gỡ đó thì thời gian trôi rất là nhanh, là chẳng mấy chốc thì ngày hôm đó đã kết thúc. Thế là chúng ta lại phải quay trở lại với guồng quay công việc hàng ngày, nhưng buổi gặp gỡ ấy sẽ luôn luôn là một kỷ niệm không bao giờ quên. Được chưa? Tức nghĩa là cái ấn tượng đọng lại. Về buổi thăm trường này,
Ừ, đúng chưa nào, ấn tượng đọng lại là gì? Đấy, các bạn nghĩ trước cho chị, xác định trước cái dàn ý như thế này, để khi mà chúng mình kể, chúng ta đi thi lại còn bị giới hạn về thời gian nữa, nên không thể nào cứ miên man mãi với cả cái dòng tưởng tượng của mình được, phải có hồi kết. Và để cho cái hồi kết ấy lắng đọng thì chúng ta phải đưa vào một chi tiết nào đó đặc biệt trong câu chuyện của mình. Và đây này, nhá, nhớ đưa vào cái chi tiết đặc biệt. Bên cạnh đó thì đề văn tự sự lớp 9 của chúng mình ấy còn có thêm những cái yêu cầu là gì? Là trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả hoặc là biểu cảm hoặc là bộc lộ cảm xúc cá nhân, đúng không? Hay là miêu tả nội tâm nữa. Đó là một số những yêu cầu đi thêm. Thì những cái yêu cầu đó chúng ta sẽ làm như thế nào để đưa vào? Ngay từ bước lập dàn ý này, các bạn đánh dấu cho chị những cái ý mà chúng ta muốn đưa vào, được không? Ví dụ chị sẽ đánh dấu vào đây. Khi mà sự thay đổi, khi mà nói về sự thay đổi về cơ sở vật chất của nhà trường thì chị sẽ lồng vào đó cái yếu tố miêu tả. Được chưa nào? Chị sẽ lồng vào đó cái yếu tố miêu tả. Để làm gì? À, bởi vì là khi mà trường thay đổi như thế nào thì chắc chắn lúc đó chúng ta phải miêu tả. Miêu tả xem là những hàng cây như thế nào này, đúng không nào? Những dãy nhà bây giờ đã thay đổi ra sao? Màu sắc như thế nào? Đó, khang trang, sạch sẽ, hiện đại, vân vân. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng yếu tố miêu tả ở đó. Thế còn cái yếu tố mà miêu tả nội tâm này, rồi bộc lộ cảm xúc thì thường sẽ dễ thể hiện hơn khi mà gặp gỡ những người thầy cô giáo cũ hoặc là gặp gỡ bạn bè. Thế nên chị sẽ đánh dấu vào đây là miêu tả nội tâm chẳng hạn. Được chưa? Đấy, được không nào? Và thêm nữa, các bạn sẽ đánh dấu vào cho chị những chỗ nào mà chúng ta muốn đưa vào lời thoại. Bởi vì lời thoại là cái lúc mà chúng ta phải nghĩ trước và chúng ta phải làm chủ cái cuộc hội thoại ấy. Chứ nếu không thì cuộc hội thoại đấy đưa vào trong bài viết của mình nó sẽ rất là lan man. Cứ người này nói xong lại đến người kia mãi không rút ra được câu chuyện. Nên đánh dấu trước vào cho chị là trong cái cuộc trò chuyện với thầy cô chắc chắn chỗ này sẽ có hội thoại nữa. Đấy, một là miêu tả nội tâm và hai là hội thoại nữa. Và hội thoại ở đây là hội thoại là thầy cô hỏi và chúng mình trả lời những người học trò cũ. Thầy cô có hỏi là cuộc sống có thay đổi như thế nào này, bây giờ em ra sao rồi, vân vân. Thì chúng ta sẽ trả lời. Đó, và chúng ta phải nắm bắt trước, ước lượng trước là sẽ có khoảng bao nhiêu lượt lời ở đây để bài viết của chúng mình nằm trong khoảng thời gian đấy thôi. Chứ nếu không lan man quá là không về được đâu. Lan man quá là đi mãi ra ngoài biển rồi mãi không về được đến bờ đâu. Nhá các bạn nhá, được chưa nào? Rồi, đấy, à, yếu tố nghị luận ấy, yếu tố nghị luận thì chị sẽ đưa vào phần cuối này này. Bởi vì yếu tố nghị luận sẽ là lúc mà chúng ta chiêm nghiệm về những cái bài học trong cuộc sống, đúng không? Thì chị sẽ đưa vào phần cuối rằng là gì ạ? Rằng là ký ức hay là những cái ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò sẽ luôn luôn là một cái điểm tựa để mỗi chúng ta bước đi trên con đường đời sau này. Đúng không nào? Đó là những ký ức về những người bạn thân thiết này, ký ức về thầy cô, những bài học của thầy cô phải đến khi chúng ta trưởng thành rồi mới đủ để thấm thía. Đấy, chúng ta sẽ đưa vào cái phần cuối này. Được chưa nào? Rồi, thế là nghĩ trước cho chị nhá, xác định trước dàn ý như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào viết bài. Nhưng trong quá trình viết này, nhớ là xác định rõ cho chị cái ngôi kể của chúng ta. Thường chúng ta sẽ là kể theo ngôi thứ nhất, đúng không? Đó, đúng chưa nào? Thì nhớ là xuyên suốt cả bài hoặc là xưng tôi hoặc là xưng em, chứ chúng ta không được chỗ thì xưng tôi, chỗ thì xưng em đâu nhá. Thế nên chị mới nhấn mạnh ở đây là xác định rõ ngôi kể cho chị. Được chưa nào? Xác định rõ ngôi kể cho chị. Rồi, đấy là phần chúng ta chú ý trước khi đi vào chi tiết. Còn bây giờ, đi vào chi tiết này. Đầu tiên là phần mở bài. Phần mở bài là chúng ta phải nêu ra cái hoàn cảnh để mà chúng ta quay trở lại trường, đúng không? Đó, thế thì ở đây không biết là bình thường các bạn hay viết như thế nào, nhưng mà với dạng đề này chị hay đọc được những phần mở bài, ví dụ như là ngày hôm đó là ngày bao nhiêu này. Đó, xong rồi chúng tôi cùng với nhau quay trở lại trường cũ. Tức nghĩa là những cái phần mở bài rất là đơn đơn giản thôi, đúng không? Rất là cơ bản thôi. Thì chị thấy rằng ấy, ngay từ phần mở bài các em đã có thể đưa vào yếu tố miêu tả rồi. Đã có thể đưa vào yếu tố miêu tả rồi. Ví dụ như thế này nhá, hoàn cảnh của chị là khi mà 20 năm sau là lúc đó chúng ta đã trưởng thành rồi, đúng không? Có những cái công việc riêng rồi. Thế thì hoàn cảnh để quay trở lại trường là sau một cuộc điện thoại của bạn lớp trưởng, thế là cả lớp quyết định tập hợp và quay trở lại trường cũ. Thế thì hoàn cảnh lúc đó chị sẽ miêu tả như thế này. Thay vì việc là ngay lập tức đi vào cái lý do ấy, thì chị sẽ có một vài những câu văn để miêu tả về gọi là về cái không không gian lúc bấy giờ, cái không gian, cái không khí lúc mà mình nhận được cuộc điện thoại đó. Ví dụ nhá,
Một ngày cuối tháng 10, những cơn gió cuối thu đã bắt đầu lạnh và hanh hao. Hàng cây bên cửa sổ khẽ đưa mình, những chiếc lá nương theo gió mà được dịp lại tíu tít với nhau. Tôi đang nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và cố lắng nghe câu chuyện của những tán lá bên đường. Khí trời dễ chịu thật khiến lòng người lại mơn man những dòng hồi ức xưa cũ. Bỗng dưng, chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy, một giọng nói quen thuộc ở bên kia đầu dây. Ví dụ như chúng ta tên là Trang chẳng hạn nhé. Trang này, gần đến dịp 20 tháng 11 rồi, lớp mình về thăm trường nhé, thăm thầy cô, lớp mình về thăm trường, thăm thầy cô nhé. Đó là giọng của nhỏ lớp trưởng hồi cấp 3 của tôi. Chẳng chút lăn tăn, tôi đồng ý ngay. Có lý do nào để từ chối chuyến đi này đây, khi cũng rất lâu rồi tôi không trở về thăm trường, và đây là một chuyến đi đặc biệt, đi để trở về. Đó, để chúng ta mở ra cái câu chuyện. Được không nào? Sau đó thì chúng mình xuống phần thân bài là chúng ta kể luôn. Được không nào? À, chiếc xe lăn bánh và cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ chúng tôi đã đặt chân trên sân trường của ngôi trường cấp 3 năm ấy. Đấy, xong rồi sang đến phần thân bài chúng ta kể luôn. Các bạn hình dung ra không nào? Các bạn đã hình dung ra chưa? Ở đây nhá, trong phần mở bài này thì chị có đưa vào cái yếu tố miêu tả rồi. Và bên cạnh đó, bạn nào mà muốn viết sâu hơn, chúng ta còn có thể đưa thêm cả cái yếu tố bộc lộ cái tâm trạng ở đây nữa. Khi mà tâm trạng của chúng ta đang mơn man, đang mơn man những cái dòng hồi ức xưa cũ. Bởi vì nó nương theo cái không khí, cái tiết trời mùa thu ấy, rất dễ để gợi về những dòng hồi ức trong lòng mỗi người, đúng không? Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Nhá. Và nếu như mà đưa vào phần này ở phần mở bài thì chị nghĩ rằng phần mở bài của chúng ta sẽ hấp dẫn hơn, sẽ đặc sắc hơn và giàu cảm xúc hơn. Câu chuyện diễn ra nó cũng chân thật hơn. Thay vì việc chúng ta đi vào kể lại luôn là chúng ta đặt chân đến trường như thế nào này, rồi mở ra trước mắt chúng tôi là một cái bức tranh hoàn toàn khác với những ngày tháng năm nào mà chúng tôi học tập tại đây. Thì phần đó chúng ta để xuống phần thân bài. Phần mở bài sẽ có một vài dòng, một vài câu chúng ta miêu tả, đúng không? Nhớ, các bạn đã hình dung ra chưa? Các bạn đã hình dung ra được chưa nào? Được không các em? Chị có thể đọc lại phần mở bài này, nếu như mà bạn nào vẫn khó về cách viết chúng ta có thể tham khảo nhé. Chị sẽ mở bài ngay từ cái ngay từ cái khoảnh khắc mà nghe được cái cuộc điện thoại của bạn lớp trưởng. Được không? Một ngày cuối tháng 10, những cơn gió cuối thu đã bắt đầu lạnh và hanh hao. Hàng cây bên cửa sổ khẽ đưa mình, những chiếc lá nương theo gió mà được dịp lại tíu tít với nhau. Tôi đang nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, cố lắng nghe câu chuyện của những tán lá xem có gì mà chúng vui thế. Tôi, được không nào? Khi khí trời dễ chịu, thật khiến cho lòng người lại dễ mơn man những dòng hồi ức xưa cũ. Bỗng dưng, chuông điện thoại reo lên, một giọng nói quen thuộc ở bên kia đầu dây. Trang này, gần đến dịp 20 tháng 11 rồi, lớp mình về thăm trường, thăm thầy cô nhé. Đó là nhỏ lớp trưởng hồi cấp 3 của tôi. Chẳng chút lăn tăn, tôi đồng ý ngay. Có lý do gì để mà từ chối chuyến đi này đây, khi cũng rất lâu rồi tôi không về thăm trường cũ. Và đây là một chuyến đi đặc biệt đối với chúng tôi, đi để trở về. Được không? Các bạn hình dung ra chưa nào? Đấy là phần mở bài tham khảo nhé. Phần mở bài tham khảo, sau đó đến phần thân bài này. Thì chúng mình đây này, dựa theo cái dàn ý này, nhớ chưa nào, dựa theo dàn ý này để chúng mình bắt đầu kể tiếp. Thì chúng ta sẽ kể về cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta đặt chân xuống sân trường của ngôi trường cấp 3 năm nào, đúng không nào, hay là của ngôi trường cấp 2 năm nào. Đó, rằng là gì, chiếc xe lăn bánh và sau hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt bước chân đầu tiên trên sân trường của ngôi trường cấp 3 năm nào. Cảnh vật mở ra trước mắt lạ lẫm quá. Đó, xong rồi bắt đầu kể ra cái sự thay đổi, miêu tả cái sự thay đổi đấy như thế nào nhá. Đầu tiên là miêu tả sự thay đổi về cơ sở vật chất. Được chưa? Miêu tả sự thay đổi về cơ sở vật chất. Sau đó này, sau đó chúng ta sẽ lấy một cái lý do nào đấy. Lấy một cái lý do nào đấy để chúng ta nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Có thể đan cài vào đây những cái kỷ niệm ngày xưa. Nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Và đây là lúc để chúng ta bộc lộ cái phần mà miêu tả nội tâm này. Để mà miêu tả và bộc lộ cảm xúc của mình này.
Được không? Ví dụ nhá, ví dụ đã từng có một bạn ở trong khóa VIP2 thắc mắc về phần này và chị đã từng hướng dẫn bạn viết như thế này. Khi mà bạn nhớ về những kỷ niệm ngày xưa ấy, thì chị sẽ lấy cái lý do, cái yếu tố để tác động và khiến bạn nhớ về kỷ niệm ngày xưa, đó chính là tiếng nói tíu tít của các bạn học trò ở bên ghế đá. Được không nào? Nhớ, chúng ta có thể viết như thế này. Bỗng tiếng nói cười râm ran của những cô cậu học trò kéo tôi trở về những tháng ngày xưa. Độ ấy mới hồn nhiên và vô tư làm sao. Trên sân trường này, chúng tôi đã cùng nhau chạy vội những ngày trời mưa, tung tăng nô đùa những ngày nắng hạ. Tiếng cười học trò chẳng chút vướng bận lăn tăn. Tôi thấy nhớ khoảng trời học trò ấy quá. Đó, ví dụ như vậy. Ở đây ta đã bộc lộ cái nỗi nhớ của mình. Đó, kiểu như là nương theo những cái yếu tố tác động từ bên ngoài khiến cho chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa như vậy. Thì nó sẽ tự nhiên hơn, đúng không chúng mình? Nhá, các bạn đã hình dung ra chưa? Rồi, được không nào các bạn? Các em sẽ thử viết như vậy và thử tưởng tượng, tức nghĩa là khi mà chúng ta quay trở lại trường ấy, chắc chắn là sẽ nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Thế nhưng mà có một yếu tố nào đó tác động thì cái dòng hồi ức đó nó hiện về sẽ tự nhiên hơn. Ví dụ như là chúng ta đang nhìn ngắm cái khung cảnh xung quanh trường này, nhìn ngắm cơ sở vật chất thay đổi ra sao này, thì trong lúc mà chúng ta đang nhìn ngắm như vậy, bỗng có tiếng nói ríu rít của những bạn học trò ở bên ghế đá. Đó là cái yếu tố để kéo chúng ta quay trở lại với dòng hồi ức ngày xưa, quay trở lại với những cái kỷ niệm thời học trò. Chúng ta đã từng như thế nào như thế nào. Rồi chúng ta khi mà chúng ta đang nhớ thì lại bắt gặp một dáng hình rất quen thuộc. Đó là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9 của chúng mình chẳng hạn. Đó, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu kiểu như là để cho câu chuyện nó diễn ra một cách thật là tự nhiên như vậy. Ừ, được chưa? Đấy nhá, sau đó thì gặp thầy cô này. Và sẽ kể về cái chi tiết đặc biệt đó. Có thể là một lần chúng ta mắc lỗi mà chưa kịp nói lời xin lỗi này, hay là có thể là hồi đó cô đã từng giúp đỡ chúng mình, đã tặng cho chúng mình những cái món quà giàu động lực ra sao đến bây giờ chúng ta vẫn còn giữ và lại ngồi ôn lại kỷ niệm với cô. Thế là ngày đó đã từng áp lực trong kỳ thi như thế nào, đã từng muốn bỏ cuộc, cô đã tặng cho tôi cây bút hay là đã tặng cho tôi một cái đồ vật nào đó, thì chúng ta tự tưởng tượng và chúng ta kể lại để chúng ta làm cho câu chuyện này có một chút lắng đọng và làm cho câu chuyện này có một cái điểm nhấn, được chưa nào? Chi tiết đặc biệt nhá. Đấy, thì đấy là xong phần thân bài rồi. Và đoạn này là chúng ta phải đưa vào hội thoại nhá. Phải có hội thoại ở đây, phải có lời thoại của các nhân vật. Đấy, bởi vì trò chuyện mà, gặp gỡ trò chuyện mà, người này hỏi han người kia này. Đấy, sau đó, đấy là xong phần thân bài. Được chưa nào? Xong phần thân bài. Thế xong đến phần kết bài này. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi gặp gỡ này ở đây, đúng không nào? Vì rất nhiều các bạn cũng chỉ sắp xếp chỉ có thể trở về được trong một ngày, thế nên buổi gặp gỡ mặc dù vẫn còn nhiều luyến tiếc nhưng chúng tôi đành phải tạm xa nhau tại đây, đúng không? Đấy, lại quay trở lại với guồng quay công việc, lại quay trở lại với nhịp sống hàng ngày. Thế nhưng buổi gặp gỡ hôm đó, buổi trở về thăm trường hôm đó sẽ luôn luôn là một kỷ niệm, sẽ luôn luôn là một kỷ niệm tươi đẹp trong tôi chẳng hạn. Để tôi luôn hiểu ra rằng là gì, những ký ức tuổi học trò hay là những bài học của thầy cô khi chúng tôi còn nhỏ, đó sẽ luôn luôn là những bài học, sẽ luôn luôn là cái điểm tựa để chúng tôi vững bước trên con đường tương lai sau này, đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Và đấy chính là yếu tố nghị luận đấy, chúng ta đưa vào cái sự chiêm nghiệm của mình để thấy được rằng là những cái kỷ niệm tuổi học trò có thể hồi đó là những bồng bột, có thể hồi đó là những hồn nhiên vô tư chẳng chút vướng bận, nên khi mà chúng ta còn nhỏ sẽ khó để có thể thấm thía được những bài học đường đời. Nhưng bây giờ chúng ta trưởng thành rồi mới hiểu, không có những bài học ấy, không có những năm tháng hồn nhiên vô tư ấy, thì giờ đây chúng ta đã chẳng thể nào có được những cái thành công, đúng không nào? Giờ đây chúng ta đã chẳng thể nào có được những người bạn tốt, có được những người thầy cô sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng đón chờ chúng mình mỗi lần chúng ta quay bước chân trở về. Ví dụ như vậy. Được không các em? Nhớ. Rồi các bạn hình dung ra chưa? Và đó chính là cái dạng đề mà tự sự về đời sống, và ở đây là có thêm cái yếu tố tưởng tượng nữa. Có thêm cái yếu tố tưởng tượng nữa. Và tưởng tượng, đã gọi là tưởng tượng ý, thì sẽ không có bất cứ một giới hạn nào cả.
Mỗi bạn sẽ có một trí tưởng tượng riêng và đó là sự sáng tạo riêng của các em. Buổi ngày hôm nay chị đưa ra gợi ý như vậy. Các bạn có thể là dựa theo phần gợi ý đó để chúng mình viết những bài viết của riêng chúng mình nhé. Các em có thể tưởng tượng, gọi là để chắp cánh cái sự tưởng tượng của mình bay cao bay xa. Tưởng tượng xem là trường thay đổi như thế nào này, đúng không? Tưởng tượng xem là hồi đó mình sẽ đang làm công việc gì, phải thật là hoành tráng mà, đúng không nào? Đấy, cái điều đó là sự tưởng tượng của mỗi người nhá. Chị sẽ không giới hạn hay là không bắt buộc chúng mình phải viết như thế nào cả. Các em cứ để cho trí tưởng tượng của mình thật là tự nhiên, nhưng mà nhớ những cái yếu tố cơ bản của một bài văn tự sự để không đi lan man quá nhá. Bởi dẫu sao chúng ta vẫn phải tưởng tượng trong khuôn khổ thời gian mà, vẫn chỉ là một bài viết khoảng 90 phút hay là 45 phút thôi. Thế nên các bạn nhớ là làm chủ thời gian và phải xác định trước dàn ý cho chị để cái phần bài viết của mình đi nhịp nhàng từ chi tiết này sang chi tiết khác, và cái phần kết chuyện phải làm sao nó có sự lắng đọng, chứ đừng kết chuyện trong đột ngột, đừng kết chuyện trong hụt hẫng nhá, được không? Rồi, các bạn đã hình dung ra chưa nào? Các bạn ơi, đó là dạng về tự sự về đời sống và tưởng tượng nhá. Chị không nhận được những cái câu hỏi của các bạn liên quan đến dạng mà tự sự liên quan đến tác phẩm văn học. Có lẽ dạng này đã rất là quen thuộc với chúng mình rồi, đúng không nào? Đã rất quen thuộc với chúng mình rồi. Và chị cũng đã từng chia sẻ những cái tài liệu tự sự liên quan đến tác phẩm văn học. Ví dụ như là tưởng tượng là nhân vật Trương Sinh kể lại chuyện này, hay là tưởng tượng mình được gặp những người chiến sĩ ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính này. Đó, tất cả những bài viết đó thì chị đã chia sẻ ở trên kênh fanpage này rồi đấy. Các em có thể vào phần ảnh tìm lại và chúng mình đọc lại nhá, được không? Rồi, đó. Tất cả chúng mình nếu như bạn nào mà vẫn còn lăn tăn về dạng đề này, các em có thể tham khảo phần hướng dẫn ngày hôm nay của chị. Và chị biết phần văn tự sự cũng là một cái phần nội dung rất là quan trọng trong học kỳ 1 của chúng mình. Đó, và đây cũng là một trong những buổi học về phương pháp cũng tương tự như thế này ở trong khóa học ôn thi cuối kỳ. Về khóa học ôn thi cuối kỳ mà học văn chị Hiên vừa mới giới thiệu với các bạn trong ngày hôm qua, dành cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc, thì đây là một khóa học mang tính học cấp tốc nhá các em nhá, bởi vì là ôn thi cuối kỳ mà, và chúng ta sẽ học trong khoảng 12 buổi. Trong 12 buổi đó, cấp tốc nhưng chúng ta vẫn học toàn diện các em nhá. Khóa học ôn thi cuối kỳ. Đây sẽ là cơ hội dành cho những bạn nào mà chúng ta cả kỳ học rồi mà chúng ta vẫn chưa ôn tập được gì nhiều, hay là vẫn còn đang rất là sợ hãi, vẫn còn đang rất là hoang mang về kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ của chúng mình, chị chẳng cần phải nói đâu, nhưng các em cũng đã đủ hiểu về vai trò và sự quan trọng của nó rồi. Chưa kể là những năm gần đây thì ảnh hưởng bởi dịch Covid, chẳng biết là chúng mình có được thi hay không. Như thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái là còn xét điểm theo cái điểm số hàng ngày ở trên lớp của chúng ta nữa. Thế nên là chẳng có ai được phép là chủ quan trong những kỳ thi này đâu, đúng không nào? Thế nên nếu như bạn nào vẫn còn chưa chắc thì chúng ta có thể tham khảo về khóa học này nhé. Trong khóa học ôn thi cuối kỳ này thì chúng mình sẽ ôn tập một cách cấp tốc nhưng vẫn toàn diện về mặt kiến thức nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ ôn tập về kiến thức nền, bao gồm tất cả các văn bản trong học kỳ 1 luôn, từ văn học trung đại cho đến văn học hiện đại, những bài thơ hiện đại và cả văn xuôi hiện đại nữa. Đó, chị có thể liệt kê ở đây những văn bản chúng ta sẽ ôn tập này. Đó là Chuyện người con gái Nam Xương, đó là các đoạn trích trong Chuyện Kiều, đó là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga này, rồi bài thơ Đồng Chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Ánh trăng, Bếp lửa. Đó, và các tác phẩm truyện kỳ 1 như là Làng này, Lặng lẽ Sapa và Chiếc lược ngà. Đó, khóa học này sẽ khai giảng vào đầu tháng 12 các em nhé. Trước tiên thì chúng mình sẽ học về kiến thức nền như vậy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang học về phương pháp. Phương pháp viết văn. Thì trong phần phương pháp này chúng ta sẽ học về phương pháp viết văn nghị luận văn học này. Sẽ học về nghị luận xã hội này. Và học cả về văn tự sự nữa này. Được không? Còn bạn nào nếu muốn ôn thêm cả về văn thuyết minh thì chị cũng sẽ đưa thêm nội dung về văn thuyết minh vào trong buổi học này nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ có phần học về tiếng Việt. Những kiến thức về các phương châm hội thoại này, những bài tập về phương châm hội thoại chúng ta sẽ ôn tập ở trong buổi học về tiếng Việt. Được không? Và đặc biệt nhé, tất cả chúng mình khi đăng ký về khóa học này, các bạn sẽ được tặng thêm một cuốn tài liệu
Đây là một cuốn tài liệu dành cho khóa học luôn. Tức nghĩa là các bạn chỉ cần ghi chép vào trong cuốn tài liệu đó thôi. Và chúng mình không cần phải chuẩn bị vở riêng nữa. Chỉ cần một cuốn tài liệu đó, gọi luôn là bí kíp để chúng mình ôn thi luôn nhá. Trong đó sẽ có tất cả kiến thức của phần ôn thi cuối học kỳ 1. Và đặc biệt là có những bài văn viết mẫu. Tức nghĩa là trong phần mà chúng ta học về kiến thức nền ý, thì chị hướng dẫn các bạn ôn tập những ý chính như thế nào. Thì tương ứng bên cạnh sẽ là đoạn văn để chúng ta liên kết các ý đấy lại, là đoạn văn diễn đạt chi tiết những ý mà chúng ta vừa mới học, được không? Và đó là cuốn tài liệu tặng kèm luôn nhá. Đó, và đặc biệt này, đặc biệt tất cả những bạn có tham gia ở trong chiến dịch ôn thi giữa kỳ hiện tại thì các em đều đang được áp dụng phần ưu đãi, được không nào? Chúng mình vẫn đang có những cái ưu đãi dành riêng cho những bạn tham gia ở trong chiến dịch ôn thi giữa kỳ này. Thế nên nếu như bạn nào quan tâm, các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin chi tiết nhé, được không? Đó, và đó là tất cả những cái nội dung mà chị muốn đem đến cho các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chốt lại này, về văn tự sự thì các bạn nhớ là tự sự của lớp 9 nó không còn đơn thuần nữa rồi. Chúng ta phải đưa thêm những yếu tố miêu tả, biểu cảm, thậm chí là cả nghị luận ở đó nữa. Và để cho những yếu tố đó xuất hiện ở trong bài viết của mình ở một vị trí thật là đặc biệt này, và nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những điểm cộng. Thì các bạn nhớ là xác định trước khi chúng mình viết bằng cách là đánh dấu vào những ý nào chúng ta muốn thêm yếu tố đó vào, được không? Nhớ ví dụ ý này thì thêm yếu tố miêu tả, ý này thì thêm hội thoại, thêm miêu tả nội tâm, vân vân. Cuối thì lại thêm yếu tố nghị luận. Đánh dấu trước như vậy để chúng ta xác định và để chúng ta trong quá trình viết chúng ta nhớ, được chưa? Rồi, đó là những cái bài học mà ngày hôm nay chúng ta trao đổi cùng với nhau. Và đây cũng là buổi học thứ tư của chiến dịch ôn thi giữa kỳ rồi. Thử thách ngày hôm nay của chị này, thử thách. Thử thách này hạn nộp sẽ là 12 giờ trưa ngày mai các em nhé. Ba thử thách rồi, hôm nay là thử thách buổi 4, đúng không? Thử thách 4. Thử thách của chúng mình sẽ là như sau. Viết hoàn chỉnh những phần như sau này. Mở bài này. Một chi tiết có sử dụng yếu tố miêu tả. Và biểu cảm trong thân bài nhá. Và viết hoàn chỉnh phần kết bài cho chị, cho đề văn. Đây, đề văn mà hôm nay chúng ta ôn luôn. Đây, cho cái đề văn là sau 20 năm em cùng với các bạn quay trở lại trường và hãy kể lại cái chuyến đi ấy, hãy kể lại cái buổi gặp gỡ, hãy kể lại cái buổi quay trở lại trường đó. Được chưa nào? Nhá, đấy sẽ là thử thách buổi 4. Thử thách này sẽ khó hơn một chút và sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà chị mong thông qua thử thách này các bạn sẽ rèn luyện được chi tiết hơn về cách viết văn tự sự của mình. Chị nhắc lại này, chúng ta sẽ làm một thử thách buổi 4 như sau. Là em sẽ viết hoàn chỉnh phần mở bài, được không? Viết hoàn chỉnh một cái đoạn văn, đó là một chi tiết nằm trong phần thân bài thôi. Không cần phải viết cả phần thân bài. Em viết hoàn chỉnh một chi tiết giúp cho chị. Có thể là cái chi tiết chúng ta trao đổi, chúng ta gặp gỡ và có cuộc nói chuyện với thầy cô, hoặc là một chi tiết chúng ta miêu tả về cái sự thay đổi của cơ sở vật chất ở trường nhá. Miễn sao là các em viết hoàn chỉnh cái chi tiết đó cho chị, và trong chi tiết ấy là phải có yếu tố miêu tả và biểu cảm. Cuối cùng là chúng mình viết chi tiết, viết hoàn chỉnh phần kết bài. Đó là thử thách buổi 4 của chúng mình nhá. Và cách thức nộp của chúng ta như sau. Một là các em hoàn thành bài viết, sau đó chúng ta chụp ảnh lại. Hai là các bạn đăng lên trang cá nhân kèm với hai hashtag mà chị đã hướng dẫn. Một là hashtag học văn chị Hiên trung học cơ sở. Hai là ôn thi giữa kỳ. Được chưa? Đấy là bước 2 nhá. Bước 3 là chúng mình sẽ lại gửi cái ảnh bài làm của mình ở trên phần post nộp bài của chị đăng ở ngay trên kênh fanpage này thôi. Các bạn có thể kéo xuống xem lại những buổi vừa rồi các bạn khác đã nộp như thế nào. Được không? Tất cả những bạn đã hoàn thành thử thách thì chị sẽ đều ghi danh vào trong bảng xanh điểm danh và sẽ có quà tặng dành cho các bạn này nhá. Đó sẽ là tài liệu những bài văn viết hoàn chỉnh này, là phần tài liệu về phương pháp này, được không? Và là chọn bộ phần video của khóa học này, khóa học ôn thi giữa kỳ miễn phí này. Bởi vì là chị xóa video, thế nên là chỉ những bạn đã thực hiện thử thách thì chúng mình sẽ nhận được link để xem lại tất cả những buổi học đấy nhá. Đồng ý với chị không? Rồi,
Đó, và hãy nhớ là hiện tại vẫn luôn luôn có những cái ưu đãi dành riêng cho những bạn đang tham gia chiến dịch ôn thi giữa kỳ này đấy. Nên chúng mình đừng bỏ qua những ưu đãi đó nhé. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn vì đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các em vào buổi học ngày mai nhé. Buổi học ngày mai chúng ta sẽ ôn tập về nghị luận xã hội, được chưa nào? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Tạm biệt, bye bye.